đầu tư hạ tầng điện lưới quốc gia về các thôn bản ở khu vực miền núi luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai thực hiện. Tại tỉnh Quảng Ngãi, dự án cấp điện cho địa bàn nông thôn miền núi được Sở Công Thương triển khai từ năm 2013 đến nay. Và thông qua chương trình đầu tư điện lưới, nhiều bản làng vùng cao Quảng Ngãi đã có điện, phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện và nâng cao đời sống cho người dân miền núi. Hàng chục năm nay, hơn 84 hộ đồng bào Hơ Tà Vía thuộc xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi phải sử dụng điện lưới không ổn định. Đa số các hộ trong làng tự kéo điện từ nơi khác về để dùng tạm vào ban đêm. Sau nhiều năm chờ đợi, đường điện hạ thế đã về đến nơi đây. điện không á, là hết triệu bạc. Bây giờ mới có điện này là mới mừng. Này. Chương trình cấp điện cho địa bàn nông thôn miền núi Quảng Ngãi xây dựng hơn 200 km đường điện, lắp đặt 38.800 công tơ cho người dân cho hơn 2 cho hơn 620 thôn, 126 xã miền núi. Việc đưa điện về các vùng sâu vùng xa là vô cùng khó khăn cả về chi phí đầu tư lẫn điều kiện thi công. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống điện cho người dân miền núi đến năm 2025 thì hiện nay được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện và đã tác để đồng điện cho bà con thì bà con rất là vui mừng. Được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ngãi cũng như thực hiện cái nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ thì phấn đấu đến năm 2025 là 100% hộ dân có điện chính sách đưa điện cho bà con vùng núi là điều kiện cần thiết để đẩy mạnh kinh tế chính trị vùng cao điện về làng là cơ hội để đồng bào dân tộc miền núi có điều kiện tìm cách thoát nghèo và ánh sáng điện sẽ mang theo niềm vui lớn mang theo cuộc sống tiện nghi đầy đủ hơn cho người dân